quay trở lại kênh hoạt họa mi của em nhá. Các bác em lên đây có em họa mi gọi là phần đét luôn anh em này. Đấy. Đây các bác nhá. Đấy. Đấy. Các bác thấy em nó chơi ok không? Con này ấy có thể là nuôi không cần mái nó vẫn hot rất là tốt anh em nhá. Đấy. Bởi vì là em treo nó một cái góc và không bao giờ ốp mái nó, nhưng điện nó là nó ổn định anh em ạ. Rất là căng. Đấy, anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Con chim họa mi này nó phù hợp với những anh em mà lười nuôi mái hay là những anh em nào mà mới chơi anh em ạ, thì nó rất là dễ chơi anh em nhá, bởi vì thứ nhất nó thuần, thứ hai nó rất là mau mỏ anh em ạ, và con chim nó cũng là con chim đuôi lá vả đấu xòe anh em nhá. Nó rất là tốt luôn anh em ạ. Giọng thì không phải nghĩ anh em ơi, cực hay luôn. Mắt xanh, mỏ vàng, chân vàng anh em ạ. Lông vàng anh em nhé, con này lông vàng. Đuôi lá vả rất là to này anh em này. Xòe anh em ơi, con này đấu xòe rất là to luôn anh em nhá. Lâu lắm mới kiếm được em đi không cần mái anh em ạ, anh em nào bổ kết thì alo em nhá. Quay cho anh em xem đầu mặt của nó nhé. Đây, đầu mặt anh em này họa nét nhá, mỏ vàng anh em. Chân nó đây ạ. Xòe rất là to luôn anh em luôn anh em ạ.
Mấy phút anh em ạ, em thấy khá là lâu rồi đấy. Úi dồi ôi, 10 phút rồi. Rồi anh em nhá, anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Một chú họa mi nuôi có thể không cần máy anh em nhá. Đấy, xin chào tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhá. Chim thì quá thuần anh em ơi, lắc lồng nó hót này. Chào tất cả anh em nhá.